Bây giờ mời quý vị cùng theo dõi tin cập nhật về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Long An. Thông tin từ Sở Y tế tỉnh Long An cho biết, tính đến 18 giờ ngày 25 tháng 1, toàn tỉnh ghi nhận thêm 40 ca mắc mới COVID-19. Như vậy, tổng số bệnh nhân tính từ đầu dịch cho đến nay là 41.519 người. Trong đó có 40.301 bệnh nhân đã điều trị khỏi. Sau đây là tổng số ca mắc COVID-19 của từng địa phương tính từ đầu dịch cho đến nay. Đức Hòa 14.390 ca, Bến Lức 9.182 ca, Cần Giuộc 7.222 ca, thành phố Tân An 3.265 ca, Cần Đức 2.016 ca, thị xã Kiến Tường 1.155 ca, Thủ Thừa 983 ca, Đức Huệ 539 ca, Vĩnh Hưng 518 ca, Châu Thành 473 ca, Tân Trụ 432 ca, Thạnh Hóa 410 ca, Tân Thạnh 368 ca, Tân Hưng 330 ca và Mộc Hóa 236 ca. Về tình hình điều trị, trong ngày 25 tháng 1 không có bệnh nhân tử vong và có 252 bệnh nhân đang điều trị. Trong ngày, toàn tỉnh có 10 địa phương không phát sinh ca nhiễm mới, đó là thành phố Tân An, thị xã Kiến Tường, cùng với các huyện Thủ Thừa, Đức Huệ, Vĩnh Hưng, Châu Thành, Tân Trụ, Tân Thạnh, Tân Hưng và Mộc Hóa. Hiện nay, tỉnh Long An đang ở cấp độ 1, tức là ở mức nguy cơ thấp bình thường mới. Tất cả các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đều đạt cấp độ 1, với 188 trên 188 xã, phường, thị trấn đều đạt cấp độ 1. Về tình hình tiêm vaccine cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi, mũi 1 đạt 106,8%, mũi 2 đạt 95%. Tỷ lệ tiêm vaccine cho người trên 18 tuổi, mũi 1 đạt 103%, mũi 2 đạt 99,8%, mũi bổ sung đạt 7,3% và mũi nhắc lại đạt 63,5%. Trước đó, vào ngày 26 tháng 10 năm 2021, Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An cũng đã ban hành công văn về việc điều chỉnh các biện pháp thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh để phù hợp với tình hình thực tế. Các biện pháp này bắt đầu áp dụng kể từ 0 giờ ngày 27 tháng 10 năm 2021 cho đến khi có thông báo mới. Rất mong mỗi người dân hãy thực hiện nghiêm các quy định này để cùng nhau thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Quý vị vừa theo dõi tin cập nhật về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Long An. Xin kính chào tạm biệt quý vị.